nằm trong tầm tay của con. Còn nếu cố gắng là xịt. À, phải cố gắng thì mới được xịt. Đúng vậy. Còn nếu không cố gắng, two. Mình là bạn thân với lại Hoàng Yến GP. Ai nói chú là con thân? Con mới nói nãy. Ai nói? Yến nói, con đâu nói. Này vui quá nè. Quý vị đang đến với series Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải. Nào có thân đâu. Chúng ta gặp gỡ lại Hoàng Yến GP. Xích trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Hoàng Yến. Hoàng Yến. Và thôi được rồi, em là người con gái duy nhất trong đội thì em sẽ lên. Chưa bao giờ trong cuộc đời mà giây phút này lại có thể xảy đến luôn đấy ạ. Đúng là bọn em là hai người gọi là chơi rất là thân với nhau à. Mà ngay tại đây tụi em phải đứng đây nắm tay nhau như thế này, gọi là một sống một còn rồi đó. Cho em cái... Trời ơi. Giờ ai lên trước? Em lên trước cho, em sợ ngồi ngoài kia, em sợ em hụt hơi, em xỉu ngoài em. Là muốn cho bạn mình xỉu đúng không? Thôi nhường em đi. Lên. Vâng, chị nhường thì em xin cảm ơn. Rất dễ. Và nằm trong tầm tay của con. Còn nếu cố gắng là xịt. À, phải cố gắng thì mới được xịt. Đúng vậy. Còn nếu không cố gắng, two. 2 phút dành cho Tình Thảo. Nhanh như chớp. Bắt đầu. Răng gì là món ăn được các bạn trẻ yêu thích? Răng mực ạ. Lên. Có tương lai rồi, có tương răng lai. Răng gì rất bén? Răng rất bén ạ, răng cưa ạ. Lên. Đây là câu đố chữ. Răng gì em bé rất thích? À, răng mà em bé rất thích ạ. Răng á, răng sữa ạ. Lên. Trong lời bài hát Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh, chàng trai gọi cô gái bằng gì? Bài mới ra á chị? Không biết rồi. Chú đọc lại câu hỏi đi ạ. Trong lời bài hát Sau Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh, chàng trai gọi cô gái bằng gì? Mình à, mình à. Dạ. Lên. Câu số 5. Diễm là một người hay khóc thì gọi là gì? Diễm hay khóc ạ? Diễm hay khóc, nếu mà Diễm, Diễm lệ ạ. Lên. Quá đỉnh rồi. Diễm thích đọc tiểu thuyết lãng mạn về những câu chuyện tình đẹp thì gọi là gì? Diễm thích đọc ạ? Thích đọc tiểu thuyết hả chú? Diễm thích đọc tiểu thuyết lãng mạn về những câu chuyện tình đẹp thì gọi là? Diễm mà ngày xưa là mà hay đọc tiểu thuyết thì ngày xưa thì gọi là Diễm xưa hết ta. Diễm mà thuyết, Diễm thuyết, ở địa đó là Diễm thuyết, Diễm. Thôi bỏ qua chị ơi. Diễm xưa. Diễm xưa. Dạ. Chú đã nói rồi. Six. Đầu. Chú. Ủa nó gì á? Chưa lên câu 6 mà chú. Tới 6 là dừng rồi đó. Diễm thích đọc tiểu thuyết lãng mạn về những câu chuyện tình đẹp thì gọi là Diễm tình. Ồ, Diễm tình hả? Câu tiếp theo. Đàn piano tiêu chuẩn có bao nhiêu phím? À, nhiều phím trời. Chết rồi con. Tiêu chuẩn nha. 18 10 mấy quãng á, đếm mấy quãng rồi nhân lên. Bao nhiêu? 32 ạ. 32. Trả lời cho qua, không chính xác. Bao nhiêu? 88 hả? 88, đúng rồi. Ngay nghề. Câu tiếp theo. Vì sao muốn làm thân với Tú, Hân phải rủ Tú đi ăn hủ tiếu? Muốn làm thân với Tú, Hân phải rủ Tú đi ăn hủ tiếu. Hân phải rủ, Hân mà rủ Tú hủ tiếu. Tiếu. Tại Hân tiếu, Tú thì tiếu, không Tú, Tú Hân rủ Tú đi ăn hủ tiếu. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Trời ơi. Tại sao đi ăn hủ tiếu ạ? À? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tại vì hủ tiếu ngon. Hủ tiếu ngon. Chú. Muốn hiểu Tú là hủ tiếu, Tú đang hủ tiếu là để hủ tiếu à, muốn hiểu Tú. Nhưng mà con không muốn hiểu tự nhiên đổi nhạc. Cái rối hẳn luôn. Như vậy là Tình Thảo mang về 5 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Năm là cũng giỏi rồi. Năm là cũng dữ rồi. Bây giờ nè, mình là bạn thân với lại Hoàng Yến GP. Ai nói chú là con thân? Con mới nói nãy. Ai nói? Yến nói, con đâu nói.
này vui quá nè. Quý vị đang đến với series Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải. Nào có thân đâu, chúng ta gặp gỡ lại Hoàng Yến TV, xin mời. Năm. Ủa không, ý là em giơ tay lên để ý kiến chứ không phải bảo là em chơi được 5 câu hả? À, ý kiến gì? Sao thi nhanh thế anh? Để có 2 phút à? Ủa nhưng mà, ủa 2 phút luôn rồi hả? Nãy em vừa mới đi ra là đi vô lại luôn rồi đó. Thường thường đi mấy phút? Thường thường thì cũng tầm đó thôi. Thế nhưng mà ý là hôm nay nhanh hơn. Hôm nay vẫn 2 phút như bình thường mà. Em ơi, thôi thôi, bỏ qua đi anh. Dạ, bây giờ đến em. À bây giờ chứ, không lẽ đợi nữa. Vâng vâng. Ôi trời ơi. Sao ngồi trên ghế cảm thấy sao em? Dạ giây phút này lại bồi hồi lại như thường ạ. Em có muốn chia sẻ gì không? Dạ năm 2024 thì em sẽ quay trở lại với một số những sản phẩm tiếp theo. Và rất là mong mọi người sẽ ủng hộ chia sẻ được rồi đúng không chị? Ok ok dạ. Kính thưa quý vị, Hoàng Yến TV đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Răng gì là món ăn được các bạn trẻ yêu thích? Răng gì được món ăn được các bạn trẻ yêu thích? Em biết bánh răng dừa. Răng á? Răng mực, em cũng thích ăn răng mực, răng mực xà bơ. Chính xác. Răng gì rất bén? Răng gì? Bén răng, á. Răng cưa. Chính xác. À, cậu bác này sướng quá. Răng gì em bé rất thích? Răng. Đố chữ. Răng gì em bé rất thích, em bé thích răng khôn. Thích gì? Răng sữa. Chính xác. Bài này em biết thôi, em xem phim Mai rồi mà đúng không? Phim Mai à? Đó, dạ rồi. Đây. Trong lời bài hát Sao Lời Từ Khước của Phan Mạnh Quỳnh, chàng trai gọi cô gái bằng gì? Em trả lời đúng câu này chị tự hào về em nhá. Ok. Chàng trai gọi cô gái là mình à, sao đôi ta lai chăng cái gì nhở chị nhở? Đó, mình à là đúng rồi, sao bắt đầu ra dễ rồi đó. Ồ, giỏi, xuất sắc lên. Rồi, tiếp tục. Diễm là một người hay khóc, gọi là gì? Diễm là một người hay khóc. Diễm My. À, Diễm hay khóc và Diễm ướt, mít ướt. Diễm chưa? Khóc. Diễm gì ạ? Diễm gì mà khóc? Diễm Lệ. Chưa sao. Khó quá, đến đoạn này là run rồi. Rồi, đố chữ. Diễm thích đọc tiểu thuyết lãng mạn về những câu chuyện tình đẹp, gọi là gì? Diễm hả? Diễm thích đọc tiểu thuyết lãng mạn Diễm về câu chuyện tình đẹp, gọi là gì? Diễm thích đọc tiểu thuyết về những câu chuyện mà họ yêu đương nhau mùi mẫn á, thì gọi là Diễm gì? Diễm tình chớp. Chết xa. Ở đâu rồi? Số 6 rồi. Ok, yo. Bà ngoại ơi, cuối cùng con cũng lên được số 6. Mặc dù là ngày hôm qua con gọi điện thoại cho bà, con bảo con chỉ lên được số 3 thôi, nhưng mà đây ngày hôm nay con lên được số 6 rồi. Bà tự hào, bà đi khoe cho hàng xóm nha. Đoạn này mọi người giữ cho em 2 giây nha. Rồi, ok, em cảm ơn mọi người. Đây là người hướng ngoại. Hướng ngoại. Rồi, tiếp bà tục. Bà ngoại em tự hào lắm đấy. Ok, đàn piano tiêu chuẩn có bao nhiêu phím? Ôi trời ơi, đàn piano thì biết đánh nhưng mà bao nhiêu phím thì không nhớ. Theo như em nhớ thì đâu đó hình như là có mấy cái Do Re Mi Fa Sol La Si Đố. Hình như là có 7 hay sao ấy. 7, 7, 4, 9. Không, ý là em nhớ xem nó có bao nhiêu cái hàng từ đồ đến đố. Rồi xong rồi đếm mấy cái nốt đen ở trên nữa. Ủa, phải đếm cái nốt đen ở trên nữa hả? Người ta đã nói là tiêu chuẩn. Khánh, lúc nãy đội chị cũng giúp em á. Em biết đánh trống thôi, em không đánh đàn nữa. Thôi được. Không đánh đàn nữa. Chống lãng, đặc biệt là chống lãng. Hay vậy quá. Để em đến thử đi. Em nhớ như cái đấy là 8. 6 thì đấy, 6 x 7 là 42. 42 với mấy cái phím ở trên, tức là 1, 2, 3, 4, 5. 5 với cả nhân 7 là 35. 42 với cả 35. Ê, từ từ. Ủa? 42 với 35 là 76. 42, 35. 4 nữa. Đúng rồi, 42 với 30.
42 cộng 35 cho là 76 hay vậy? À, 77 phím. 42 35 đúng rồi, 77 phím. Anh mà từ từ. Không chính xác. Ngồi trên này nó rối lắm anh à. Học cái này nhỉ, chỉ có nhiều người trong nghề mới biết chứ đúng sao rồi, người bình thường sao mà đếm được. Đúng rồi. Không chính xác. Dạ, thôi đi xuống đi cũng được. Đáp án là 88 phím. À, 88 phím luôn. Tự hào nha, tự hào, tự em hào. Em cảm ơn chị. Trời ơi, chị Harry, lần trước á chị cũng đọc cho em á. Ờ vậy hả? Lần này chị đọc cho em, anh kêu chị may mắn quá trời luôn ha. Đây, vô đây. Kính thưa quý vị, Hoàng Yến chị Pi đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu.